Tễn. Gì Tễn à? Tăng Nhân Tễn. Tăng Nhân Tễn. T E N hỏi. Tễ. Không không có, không có chữ nhờ đâu. Chữ anh N. Anh N thôi hả? Anh N. Tễn anh N. Địa chỉ đây cũng đi kia không phải ăn muối. Nè, tên của anh nè. Đây nè, nhìn đây nè anh. Tăng Văn Tẩn. Đúng không? Ấp Cảng Búi, Gò Đông, Châu Thành. Tổng diện tích của anh là 16.000 mét vuông hả? Chứng nhận của AXC và bắp. Bắp hay gáp? Này bắp mà. Cái này cá còn là chi ta? Đó là của bên ngoài mà nó mình nuôi trong sạch á, bán cho nó có giá rồi nó bán cái đó là nó không cho việc á. Nó không cho bắt. Cái số điện thoại của anh là số bao nhiêu? 0908 8723 88.